10 mẹo loại bỏ ốc sên khỏi khu vườn Ốc sên ăn lá cây, cắn nát các chồi non, phá hoại rau màu Dưới đây là 10 mẹo đơn giản giúp loại bỏ ốc sên khỏi khu vườn Số 1. Dùng giấm Khi tưới nước cho cây xanh trong vườn, hãy thêm một ít giấm vào nước Giấm giúp loại bỏ chất nhận bám trên sên, làm ốc sên không thể bám vào lá, gây hại cho cây Số 2. Dùng muối ăn rải muối ăn lên khắp các cây trong vườn, muối ăn sẽ làm khô chất nhờn của sen. Đây được xem là một trong những mẹo hiệu quả, vừa đơn giản, vừa tiết kiệm để loại bỏ sen khỏi vườn. Số 3, dùng dầu hỏa. Nếu bạn thấy sen tấn công các chậu cây của mình, hãy thoa một ít dầu hỏa lên khắp mặt trên và mặt dưới của chậu. Dầu hỏa có đặc tính làm trơn, làm ốc sen không thể bò lên được. Số 4, rải lông. Rải một ít lông chó, tóc người hoặc thậm chí lông mèo lên khắp cây xanh. Sen không thích bị dính lông, do đó khi bò đến cây xanh chạm phải lông sẽ tự động rời đi. Số 5. Dùng bưởi Sen rất thích bưởi. Do đó dùng vỏ bưởi là một trong những mẹo hữu ích để đuổi sen khỏi vườn. Bóc một nửa quả bưởi rồi đục một vài lỗ nhỏ để làm một cái bẫy sen. Sen sẽ chui vào cùi bưởi qua các lỗ và ráp vào đó để ăn. Sau một đêm, nhặt quả bưởi và ném vào thùng rác. Số 6. Dùng bia Sen thích bia, lấy một cái bát và đổ đầy bia vào, giữ cốc bia trong vườn qua đêm. Bia sẽ thu hút sen bò đến và ở yên trong đó. Hôm sau bạn chỉ cần loại bỏ bát bia đầy sen. Số 7. Trồng tỏi và bạc hà Sen rất ghét mùi của tỏi và bạc hà, do đó trồng những loại cây này xung quanh khu vườn sẽ ngăn chặn sự phá hoại của chúng. Số 8. Dùng tinh dầu Ngoài các đặc tính chữa bệnh, các loại tinh dầu còn giúp ngăn chặn sen trong vườn trộn nửa thìa tinh dầu hoa kinh giới, nửa thìa tinh dầu gỗ tuyết tùng và khoảng nửa thìa tinh dầu thông. Lấy một bình xịt và đổ khoảng một cốc nước vào hỗn hợp tinh dầu trên và lắc kỹ chai. Xịt hỗn hợp này lên sen và xung quanh vườn để xua đuổi sen. Trên đây là các mẹo đuổi ốc sen ra khỏi khu vườn để bảo vệ cây trồng cho bạn. Hy vọng với những chia sẻ của mẹo và cuộc sống sẽ giúp ích cho tất cả mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn vui vẻ.